Vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Anh em thấy ở đây hôm qua chắc cũng có mấy bác lính câu thôi, cắm mấy cái cây đấy các bạn này, chả cắm các kiểu. Nước hôm nay thì cạn rồi anh em ạ, nước này cạn rồi, nó không cả như kia hôm nọ đâu. Hôm nọ ngồi nó bấp bênh cơ, này nước người ta gọi nước kém anh em ạ, có gì chân nước kia nó rút xuống rất là nhiều rồi. Anh em mình chân này nước nó rút xuống hẳn cái gốc gốc cây kìa. Hôm nọ anh em mình ngồi ấy, nó lên lưng chừng như kìa, nó rút xuống cái này thì ngồi nó em cảm giác thấy nó ok hơn, nhưng mà không biết có câu được cá không, bởi vì hôm nọ nước nó lên thì câu lại được nhiều. Đó, nói chung là đi câu anh em biết là nó cũng là may mắn ấy. Câu được cá hay không nó phụ thuộc vào yếu tố thời tiết này, thời điểm mà cá có đen hay không, và yếu tố may mắn rất là quan trọng anh em ạ. Đường xá ở đây là hơi khó đi các bạn ạ. Wow. Bãi của anh em ta đánh đây, em vừa di chuyển đống đồ xuống, rất nhiều đồ luôn. Bây giờ anh em ta vẫn đánh ở chỗ cũ thôi. Nuôi ổ thì chỉ đánh một cái chỗ đấy là ok các bạn. Vẫn đánh hai cần đăng C và một cần lục ở cái ổ giữa này anh em nhé. Nước hôm nay nó cạn rồi, khả năng em đánh chéo sẽ đánh nuôi cái cần ở ngoài kia. Anh em ta treo hai cái mỉa trưa trưa các bác nhé. Đánh hai cây cho đây hai cây. Đánh kiểu này nó nhạy lắm anh em ạ. Đó, chơi quả xịt thế này mà cá không ăn nữa thì thôi yên. Hương hiệu này xịt thế này thì quá ok rồi. Một nọ này xịt được nhiều đó các bạn. Này chắc nó xịt được mấy chục gói mồi cũng hết. Nhiều bác cũng có hỏi em là xào ổ lượng như thế nào đủ. Thì thật ra anh em ơi, cái này nó tùy vào cách đánh của mỗi người, tùy vào mỗi ổ, cái sở thích của mỗi người đánh như thế nào. Còn em thì cũng nhiều chỗ thì đánh nhiều, nhiều chỗ đánh ít thì cũng chẳng biết nói làm sao. Nên anh em cứ đánh lâu năm này thì các bác sẽ tự căn được lượng thôi, đánh quen tay thì căn được. Còn đánh nục thì thường thường là xả càng nhiều càng tốt các bạn. Ổ càng giữ lâu và cá to nó vào sẽ cuốn ổ hơn. Cái xả ít thì hơi meo. Đấy, như đơn giản anh em thấy đánh đơn đài ấy, thì anh em thấy là có ông nào câu được cá to. Đấy, rất ít các bạn. Tỷ lệ va cá to thì nó có, nhưng mà nó ít hơn so với lục rất là nhiều. Vì sao? Bởi vì anh em đánh ổ lục ấy, họ xả lượng mồi cực kỳ lớn luôn. Mà nó nuôi ổ đấy cả ngày luôn, thậm chí quán bác đánh 2-3 ngày một cái ổ luôn. Đấy, nên là tại sao là lục nó hay phát to như vậy, lượng mồi xuống nhiều mà. Ném là phải ném chuẩn thật quá, ném riêng cả phào. Không lệch một tí nào.
Úi, con này cắn rồi. Cắn rồi nhỉ bạn. Nó dính rồi. Dính rồi. Nó cạn nó sợ vào gốc cấy ấy. To 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 anh em ơi. À Rufi Rufi. Ở mấy cây nó đâu lôi cá vào cần lục của mình. À chép chép anh em ạ. Thằng Rô Phi chép chép. Sử nuôi vào cân lục đó. Bọn này cứ mắc nó lại chạy vào đây. Ôi chép đẹp đấy. Ê, mới giỏi người. Mặc xưa cần lục. Cái vợt này chán thật anh em ạ. Vợt này nặng dã man luôn đấy. Không hiểu đóng hiểu quái gì. Cần cái nữa. Ok. Ôi đẹp quá. Phê quá đẹp 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 anh em ơi. Con này chắc chắc được khoảng cân rưỡi các bác ạ. Vào luôn. Vào đây. Ok. Lúc là em mua cái vợt này sai lầm anh em ạ. Cái vợt này nó vừa to vừa nặng mà cái mắt lưới này con này. Cái mắt lưới này nó rất là dày, lưỡi nó mắc vào đấy, rất là khó gỡ ra nhá. Mà ví dụ mà đang vợt cá ấy, mà một cái lưỡi nó mắc vào cái này xong một con cá nó bơi đi đảm bảo đánh phát là mất cá ngay. Ngày xưa mua cái này sai lầm thật quá. Đây rồi anh em ơi. Mày cái gì đây? À chà, rồ rồ. Ồ, lục bây giờ đâu còn rồ tiên anh em ạ. Nóng thẳng lưng. Mãi được chú rồ này. Rồ đạp xinh anh em ơi. Bây giờ đến 12 giờ trưa rồi. Đánh từ 8 giờ 12 giờ trưa cá mới vào được một con này. Hôm nay là bảo nó hơi chậm anh em. Ái ái ái. Đây rồi. Đây rồi. Đây. Đây rồi. Rồ to đấy. À ha, rồ bự rồi anh em ơi. Đó, được con rồ bự này. Mãi được con rồ. Rồ to thế nhỉ.
Đấy, dễ rách cả thịt cả mồm nó ra kìa. Đây, mình đỡ phải gỡ. Dậy cái gì? Lưỡi mắc ác quá. À, to đấy anh em ạ, con này bự phết đấy. Trời ơi, phê đấy, cá to vào. Ok, từ sáng giờ anh em ta đánh năng C thì mới được một con cháp. Một cháp mới lại nục thì được hai chú rô phi. Một chú này to, chú này hơn cân đấy anh em ạ. Con này hơn cân. Nói chung giật mấy con to to này cũng rất là phê. Cái giọng này em gãy hết vành, giờ bắt không rồi. Xong còn cho vành. À, cá này cũng to đấy, không bé đâu nha mọi người. Ai con này to nha mọi người. Con gì đấy? Ui, con gì đấy anh em ơi? Chép à? Mẹ, đây rồi anh em ơi, còn gì đây? Ôi, ôi trời ơi. Rồi, đóng vào đuôi. À, đóng vào giữa mình luôn anh em ạ. Con này đóng vào giữa mình, nó kéo mãi không lên. Sợ thật này. Thế đấy. Cần này cẩu phát lên ngay. Này, anh em ơi, nó đóng. Con này nó đóng này. Một pha đúng giữa mình luôn. À, tác hại chạy ngang qua mà dính đấy các bác ạ. Phê thật. Đang dòng chơi tiện đi qua cái lưỡi cái quảng ngay. Đóng mỗi tí. Mà về nha. Lưỡi đóng thủng hết cả vảy. Bây giờ mới vào. Khi bây giờ nó mới cuốn anh em ạ. Tận giờ chiều rồi cá mới ăn. Nước trôi lắm anh em ở đấy, phào chìm. Rồi mày hồ to em ơi. Đấy mày hồ to này mày nè. Ôi xa. Con này chắc phải 1 cân. Wow. Trời ơi anh em ơi, cá ơi, phê chưa. Con này chắc tầm khoảng cân hơn cân đấy các bạn. Nó ăn no bụng ngồi của em luôn. Dã man. No bụng ngồi. Nước bây giờ đang xuống các bạn. Nó đang hơi trôi đáy, phao đánh ra nó cứ bị nghiêng.
ném một lúc cái lại nghiêng. Chui lắm. Mày này. Mày này. Á chà. Sù đạp đấy. Ngon 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 anh em ơi. Một phát lên luôn. Mất dậy các bác ạ. Ok. Thằng cần gần ngoài chắc đang cắn trùng sứ dây kìa. Thằng này cắn anh em ạ, trùng dây. Ủa con này to đấy, không nhỏ đâu. Ủa con đục phi to đấy nhau ạ. Wow. Quá đẹp luôn. Ê, xà xà xà. Thành quả đây anh em ơi. Này chắc không được sử dụng thùng rồi. Mấy con này em có luôn là cái túi mang về nó nhanh. Thùng bè bận. Ây da. Rồi túi nhặt cho nhé. Chuẩn cái con to to đấy anh em. Ồ, túi sắp bục nơi này con này. Túi này bục nơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.